Ngày hôm nay, buổi sáng ở khách sạn nơi mình ở, một buổi sáng rất là đẹp, trời xanh trong. Hứa hẹn một chuyến hành trình ngày hôm nay của bọn mình sẽ có chuyến leo núi tuyệt vời. Thì mình sẽ đi cái núi này quý vị ha. Đây có một cái khu công viên này, chơi chơi golf. Cái khách sạn này rộng ghê luôn, có golf, có đủ trò chơi luôn. Bây giờ thì xe bus của khách sạn này luôn nè quý vị. Và cô chủ cô lái luôn nè, mình biết phải cô chủ không. Và bây giờ thì mình chuẩn bị lên đường quý vị ha. Chuyến đi đoàn của mình thì toàn là Tây không, chỉ có bọn mình duy nhất là châu Á mà thôi. Yes. Awesome. Top one. Thank you. Và cuối cùng đi xe buýt cũng đưa bọn mình đến nơi. Đây là điểm bắt đầu khởi hành khám phá núi Tongariro. Này độ cao cao nhất là 1888 đó quý vị ha. Khoảng gần 20 cây nha quý vị ha. Từ đây tới đây là gần 20 cây. Đây là những cái đồ khuyến mỹ quý vị nên mang theo, găng tay, mũ nón rồi đèn. Giấy vệ sinh, đồ ăn, thức uống. Và bây giờ thì nhóm mình bắt đầu lên đường khám phá dãy núi Tongariro. Đây là một trong những tuyến đường nổi tiếng nhất ở New Zealand. Cái núi đẹp quá quý vị ạ. Mình sẽ đi tham quan cái núi lửa quý vị ha. Đi nãy giờ mới có 1 km à. Hello, morning. Bây giờ thì mình không thể từ chối được cái chuyến hành trình này ha. Bây giờ chuyến hành trình này rất là quan trọng, khi mà tới đảo Bắc là một trong những nơi cần phải đi. Này nó có bạn hướng dẫn rõ ràng luôn ha. Mình sẽ đi Tongariro Open Crossing. Còn 17 cây lận. Tiếp tục cố lên. Mình đã bị hai bạn nữ bỏ rơi nè. Làm gì mất mặt nè. Mới chưa tới 2 cây bắt đầu thở rồi nè. Mình đã đi từ từ rồi đó. Chứ vòng tay nó đi nó đi như chạy vậy. Hay là khác nữa. Mình nghĩ cái này là 6 giờ. Nếu cái bản đề là 6 giờ để hoàn thành cái chuyến đi này dành cho những người đi như chạy chứ không phải đi đi cà lết như mình. Quý vị thấy mình từ dưới kia mình đã lên tới đây ngọn núi nè. Nếu mình từ dưới kia kìa, mình bắt đầu đi tới đây, một bên là vách, một bên là núi, tuyệt đẹp luôn. Wow. Mình ngồi nghỉ á quý vị ha. 5 phút đi nãy giờ liên tục hơi sốc. Hi. Hello. Good morning. Hi, good morning. 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 Hi. Đường này bắt đầu dễ đi nè. Có cái hàng gỗ. Đây cũng này đá không à.
đây là cung đường mình đã hoàn thành. Mục tiêu thì vẫn còn rất xa. Bây giờ cái núi, nhảy núi bự bắt đầu hiện ra nè. Đây cũng chưa tới 1/5 quãng đường nữa quý vị ha. Mây đã bắt đầu tan bớt rồi, nắng lên. Phía sau mình có một đàn bự đi theo rồi. Còn rất dài. Tiếng suối róc rách nè quý vị. Bây giờ mình đang đi dọc theo một con suối nhỏ. Đẹp ha, con suối khá là đẹp luôn á. Mặc dù là nó chảy nước không có hoành tráng lắm. Bây nãy giờ mình đi có lẽ là lúc mà mình mới ngủ dậy đó. Cái mình đi hơi bị sốc quý vị. Tại vì chắc là qua một hành trình ngủ dậy, cơ thể nó chưa có quen với lại cái cường độ làm việc liên tục á. Cho nên là sốc, thở không ra hơi luôn. Nhưng mà cứ tiếp tục đi tới khoảng tiếng đồng hồ là bắt đầu khỏe lại rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi cái dãy núi bên kia quý vị ha. Đây có đám ở kia đây, nó chụp hình kìa. Chắc nó lên này nó dẹo vài cái nó đi xuống rồi. Thế nào đi tiếp, nãy giờ cả tiếng đồng hồ thấy nó đứng chỗ này. Trong tay ba mẹ đi trước kia ẩm theo nhóc nha. Và dòng kia dắt theo nhỏ, vác theo đống ba lô, dắt theo cái nồi nữa. Nãy giờ là chỉ là cái dễ nhất thôi, hiện tại bây giờ là sẽ con đường sẽ khó hơn nè, bắt đầu nè. Đó, nãy giờ là mình đi gần 2 tiếng mà đây nó dự kiến là khoảng có 1 tiếng 15 phút mà đi gần 2 tiếng rồi. Đó, bắt đầu leo nè. 5 tiếng, chắc mình đi khoảng 6-7 tiếng. Mình đang dừng chỗ nghỉ chân trên một cái sườn đồi quý vị ha. Chưa tới 1/3 chặng đường mà đã thở. Bây giờ là toàn là dốc leo dựng đứng rồi. Các vị thấy dốc nãy giờ dựng đứng. Nhưng mà đây chưa phải là phần khó nhất. Bây giờ thì mình đã đi từ cái chinh phục được cái ngọn đồi rồi nè. Còn khoảng tiếng mấy nữa. Đường còn dài. Mình đang nghỉ ăn chút, ăn cái thanh trái cây. Cũng may là trời ở đây nó lạnh mát mát á, nó không có sốc. Mà trời nắng nóng như Việt Nam nữa, sốc nhiệt nữa chắc khỏi leo. Theo như thông tin mình nãy mình đọc thì
vào năm 1973 đến năm 1977 thì núi lửa đã bùng nổ quý vị ha. Khi dung nham phun trào tới 80 km/h, nhưng mà mọi người đã chạy thoát kịp và họ chính quyền cũng sơ tán kịp thời nên không ai bị thương hết. Những cái đất đá này là dung nham mà nó rộng lại đó. Bây giờ thì còn 4 đến mấy 5 tiếng rồi, mình mới chưa đi được 1/4 dặm đường ha. Đã thở rồi. Đây là cái toilet nè. Còn khoảng 13 cây số nữa. Đó, quý vị có thấy là cái dấu vết đỏ đỏ là cái núi lửa nó phun trào vẫn còn đó kìa. Đó, quý vị sẽ thấy đó. Đây là cái núi lửa đã phun trào vào năm 1973 quý vị ha. 73 tới 77 nó hoạt động và nó ngừng hoạt động cho tới bây giờ. Thì ông tài xế nói là nếu mà núi nữa phun trào thì mày phải chạy thật nhanh thôi. Khúc này bắt đầu đường bằng phẳng dễ đi rồi. Khúc này có thể đi nhanh được, tăng tốc được. Đường thì khá là bằng phẳng quý vị ha. Tới đây thì có một đoạn, có thể do núi lửa nó phun trào nhung nham nó sang bằng núi lửa rồi, nó bồi đắp thành cái nơi bằng phẳng rồi. Quý vị có thấy trên cái đỉnh núi có lối nhố người đang đứng đó. Đó, lát nữa mình sẽ lên tới trên đó luôn. Bây giờ thì là quý vị phải đi nè. Đó, từ chỗ kia lên tới đỉnh kia luôn đó. Là bắt đầu chuyến hành trình khổ ải bắt đầu. Đường ở đây bắt đầu khó đi rồi. Điểm lại chặng đường mình đã đi. Bây giờ thì mình rất là mệt luôn, dốc toàn là dốc không quý vị. Đường gian khổ bắt đầu. Bây giờ mà nghĩ tới leo tới chặng đường mà mọi người đang đi nè. Quải luôn á.
điểm lại cái chặng đường mình đã đi. Ô, thở quá trời thở luôn. Chắc cách điểm đến không xa nữa. Đây là mấy ông già hả? Cuối cùng mình cũng đã chạm đỉnh rồi quý vị ha. Mình cũng là tới đỉnh. Các bạn thấy rất là đẹp. Sau lưng mình. Wow, tuyệt vời luôn. Ngọn núi lửa nè, bây giờ mình thấy rõ ràng cái ngọn núi lửa luôn. Cái màu nó đang xì luôn kìa. Giờ ngồi bệt nước luôn hả? Wow. Ở đây mùi hơi thơm thẩm ha, mùi lưu huỳnh. Giờ mọi người đang chưa? Beautiful. Tiếp tục lên đường quý vị ha. Bây giờ mình sẽ lên thẳng tuốt trên kia kìa. Rồi cái núi. Bây giờ tới đây thì thấy rõ núi rõ hơn nè quý vị. Đó. Con đường nhìn nó nguy hiểm à. Bắt đầu mây kìa, lượn lờ luôn kìa. Thấy mây trước mặt luôn á. Thấy mây luôn kìa. Mình thấy mây trước mặt rồi luôn. Bây giờ bắt đầu lạnh rồi ha. Nhìn cái sườn núi ghê ha. Lên tới đỉnh thì cảnh rất là đẹp quý vị ha. Đó, bây giờ tới đây nhìn cái núi lửa rất là rõ luôn à. Đó, bên kia là đồng bằng đẹp tuyệt vời luôn. Và bên kia là hồ lưu huỳnh nè. Bây giờ mọi người bắt đầu đi xuống nè. Đoạn đường này là dễ rồi nè. Mây lơ lửng ở dưới luôn kìa. Đẹp quá trời đẹp.
là hồ Đỗ Quỳnh nè, rất là đẹp nè, đứng nhìn từ trên cao. Và cát đây, đất ở đây rất là nguy hiểm quý vị ha, rất dễ trơn, rất dễ trượt nha. Cũng may là mình có cái đôi giày này, đi núi nè, nó bám nè, mà nó vẫn trượt đó. Đó, đây là cái sườn núi là rất khó làm đường quý vị ha, mưa gió này kia là nó tóc hết à, không có cái gì mà nó bền được hết đó. Cho dù có đổ bê tông đi nữa, sườn núi nó mưa gió nó cũng tróc hết rồi. Đây là lớp đất đá nó không có ổn định, nó không có cứng. Cái hồ Lưu Huỳnh nè quý vị, rất là đẹp luôn. Có 3 hồ luôn ha quý vị ha. Không, rất là độc nha quý vị, chỉ là được ngắm thôi, không được uống, không được đụng, không được chạm gì hết. Đi cái chặng đường nè quý vị thấy không, từ trên đỉnh mình đã đi xuống, nhìn ghê không? Ghê ha. Xanh à, mây đen à, phủ kín à. Mây đâu mây. Yeah, from the volcano. Lần đầu thấy núi lửa hoạt động luôn. Thấy ngoài đời ha, còn thấy trong phim thì không nói đi. Trên TV không nói, bây giờ lần đầu tiên thấy núi lửa còn hoạt động luôn. Mà ở đây đẹp quá, mấy hồ lưu huỳnh đẹp quá trời luôn ha. Không biết hồ nước này uống được không, thấy chim nó uống tùm lum hết. Rất là đẹp. Là mây nó xả xuống tới chân núi luôn rồi nè. Bây giờ đi đường bắt đầu dễ đi rồi quý vị ha.
So walking track even more popular than Hooker Valley. Oh, really? Yeah. It's very, very popular in New Zealand. Nhưng mà may quá nè. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp. May. Wow. Mày nó bay lượn lờ luôn ha. Nhìn như cảnh thần tiên luôn á. Mình đã chinh phục được cái ngọn núi to đó. Xuống tới đây bắt đầu hết lạnh rồi. Cũng kỳ vọng nhiều và thấy nó cũng rất là xứng đáng. Ủa mình có phải mua vé không vậy? Không. Mãi phí. Mình đi trả tiền là sắp sắp ít. Chiếc xe bus là khoảng 55 đô quý vị ha, cho một người. Có nhìn không có cách nào rẻ hơn. Tại vì đậu xe ở cái chỗ đối vào đó cũng cho 4 tiếng đậu xe mà thôi. Cho nên là cho dù có lái xe lên đó đi nữa thì cũng không có tiện. Thứ nhất là khi mà mình đi, mình xuất phát ở điểm A, điểm A thì mình đi theo dãy núi này nè, kết thúc ở điểm B. Nó cách cả mấy dãy núi lần đó, cho nên là cũng không có tiện. 55 đô là bao gồm mà chở mình đi rồi tối nó đó mình về khách sạn luôn. Giá hơi cao nhưng mà không có cách nào là rẻ hơn được các quý vị ha. Kệ đi, mình đi đúng một lần thôi. Lần sau mình có đi, mình đi miền Nam rồi, mình không đi miền Bắc nữa. Miền Bắc thì không khác gì Úc. Thì mình đi cho biết. Leo dốc. Leo dốc thì cũng không có bằng cái dốc kia. Dựng đứng như dốc kia chắc cũng trở mệt. Ủa nóng quá, nè thay áo quá. Nãy trên đỉnh núi kia nó lạnh, xuống này bắt đầu nóng rồi. Mình đã đi. Beautiful lake. Nhìn nó hộp to vậy không? Hộp. Vậy thôi, đâu cần đi. Thấy rồi. Bắt đầu sương mù nó tràn xuống hồ nè. Giờ mất luôn màu xanh nè. Giống như là phù thủy đội quân Orc của Lord of the Rings đang tấn công vậy. Thế giới thần tiên đang bị xâm chiếm. Quý vị xem, bắt đầu sương mù nó xuống rồi. Mới bắt đầu có mấy phút rồi nó đã còn xanh lè luôn. Bây giờ là sương mù nó xuống rồi. Đó. Cái mây nó che nước mắt màu xanh rồi quý vị ha. Hello quý vị, mình đang đi giữa sương mù. Bây giờ mình hết thấy cái hồ luôn rồi. Colorful.
thấy quý vị thấy cái hồ nó ánh lên màu không? Bây giờ thấy hồ lại rồi nè. Mình phải trồng áo lại nè. Giờ bắt đầu lạnh rồi. Thì cũng dễ đi quý vị ha. Bây giờ nó không khó đi giống như hồi nãy nữa. Chỗ này thành ra là mình đi có thể tăng cái tốc độ lên. Bây giờ là bọn mình đi là dưới sương mù không á quý vị. Nhìn chú là không thấy gì luôn rồi. Nó sạt lở này, nó phải đóng mấy cái này để nó ngăn mưa gió này, tuyết tan rồi mùa đông tuyết tan rồi nó sạt. Đó, con sạt này. Đó, nó sạt xuống rồi. Nó về có cục lúc mà lăn xuống cái bùng cái chết viền đá. Bột nó gần như muốn rớt rồi. Vài trận mưa rồi nó sẽ rớt rồi. Cô vườn này đẹp à. Mười mấy rồi. Chờ hai nữa dạ. Mình mới chụp xong cái là cái sương mù nó che luôn cái hồ cái tầm nhìn luôn rồi dạ. Rễ nó bám nó giữ nè, thấy không? Cái nào mà không có cỏ là bắt đầu xói mòn hết cái rễ này, chằng chịt nó giữ. Nó sập luôn, nguy hiểm. Cái cây giữ đất á, thấy không? Cái việc quan trọng là mấy cái cây giữ đất. Không có cỏ là bắt đầu nó trôi hết. Ồ, núi lửa nó vẫn còn hoạt động nha quý vị. Cái cỏ này nó làm nguyên cái sườn đồi đẹp quá trời luôn. Là cái khói phun ra từ cái núi lửa quý vị ha. Giờ thì mình nghỉ ngơi chút quý vị ha. Rồi ngắm nhìn cái bờ hồ này. Dạ không muốn đi luôn á, muốn ngồi đây hoài luôn. Đường còn xa quá. Nản lòng chí sĩ. Thank you.
cỏ này nó làm điểm tô cái ngọn núi đẹp ha. Ngọn núi tự nhiên trơ trụi, nhìn nó bình thường, không có gì, có mấy cái này vô đẹp ghê luôn. Nhìn nó lãng mạn. Này mà chụp hình cưới cũng đẹp lắm quý vị. Sương mù bắt đầu giăng lối rồi. Để chặn đường mình đã đi. Cái kia nó màu đỏ, màu xanh đẹp quá trời luôn. Wow, amazing. Bám trên đá đó quý vị thấy không? Nó làm cái màu sắc đẹp quá trời đẹp. Mấy ngọn đồi là cái bia đi đây xuống đây, bây giờ đang lên dốc thở như bò luôn. Nước không có trong ha, nước đang thui vậy. Mùi lưu huỳnh nè. Nước này không uống được nha quý vị. Nước này chảy từ nước lửa, nó có cái mùi lưu huỳnh độc. Nãy giờ mình đi rất là nhanh đó quý vị ha. Mình phải bắt kịp cái chuyến xe cuối cùng, xe bus cuối cùng khoảng 5 giờ mấy á để về. Giờ không có kịp, không có thời gian chụp hình gì không. Mình chỉ có vừa chạy bộ vừa quay cho quý vị coi. Không có thời gian chăm chút video luôn. Phía sau lưng mình là sương mù quạ mù ha. Xuống tới đây nắng đẹp. Nãy giờ đi bộ, đi không nghỉ luôn, ta chạy để kịp chuyến bus cuối cùng. Chỗ này bắt đầu cây cối um tùm quý vị ha. Kia nãy núi lửa chọc lóc, không có không có cọng cây ngọn cỏ, chỉ có mấy cái cỏ mọc được thôi. Cuối cùng thì cũng gần tới rồi. Bị không kịp 5 giờ rồi quý vị. Giờ vợ chồng mình đi thì chậm ha. Chứ còn cái chị bạn đi quá trời giờ đi. Mình phải gọi cho cái xe bus á. 5 giờ 20 rồi quý vị ha. Mình bị trễ chuyến 5 giờ 30 rồi. Giờ mình đã báo cho cái cái đội xe buýt biết là mình đã bị trễ. Bây giờ mình đi về là khoảng 45 phút theo như cái bản hướng dẫn, 3 cây số 1. Họ trả lời rằng là họ sẽ đợi mình hoặc là điều một chiếc xe khác. Giờ thì bọn mình đang cố đi nhanh nhất có thể. Nếu thì không nghe nó bị phạt khi mà bị về trễ quý vị ha. Còn cái văn hóa tip thì ở New Zealand cũng không có luôn. Giống như Úc vậy đó. Tùy hỷ cho ấm cho thôi. Nó có cái hũ tip vậy đó. Cho thôi. Mình thấy gì cho nó đỡ áp lực. Chứ văn hóa tip ở Mỹ thì áp lực quá. Đi ăn cho bữa ăn 60-70 đô phải tip 10% mà. 15%.
Mình đang đi ngang qua một trong những cái cánh rừng nguyên sinh nè. Cánh rừng này thực ra thì theo mình không có gì đặc sắc hết, được cái cây nhiều. Bây giờ thì bọn mình không có thời gian thưởng thức cây cối nữa, chạy cho lẹ. Đó nữa, có 17 cây nữa. Bây giờ mình đang rất là gấp rút. Mình đi dọc theo con suối rất là đẹp, và người ta không khuyến cáo là uống nước này ha, nước đục ngầu à. Này dắt tắm được nhưng không biết uống được không thì không biết, nhưng mà nó đề bài là không có thích hợp để uống ha, chắc là có lưu hình từ trên núi trộn vô. Giờ thì đường dễ đi rất là nhiều, nó lót chán rồi nè. Mình nghĩ là cái nó thiết kế cái đường đi này là cho mình đi vòng hết tất cả những cái điểm đẹp ở cái núi này. Ok, 19 kilometers, 400 mét hả? Okay. Mình thấy cái 19 cây số làm việc mình nghĩ chắc cho cái chiều đi ngược lại. Mình đã đi được 19 cây số. 19 cây số à. Cuối cùng thì bọn mình cũng đã tới rồi. I think we should wait here. Oh. You know where we start? We start here? No. We start here. We went here, and then we went back to that. We didn't go here. Yeah. Oh, chỗ này vắng hoe luôn, không có ai hết, chỉ có mấy cái người đi du lịch đậu xe đó. Còn có cái nhà để né mưa nè. Cũng hoàn thành chuyến đi quý vị à. Tại thì mình đang ăn mứt nè. Nó giống như mứt nhưng mà làm kiểu Tây. Cả nó đánh tan hết rồi nó trộn lẫn với nhau. Ăn cũng thú vị. Mệt quá trời luôn. Chuyến hành trình 19 cây số à, lên đồi xuống dốc, lên đồi xuống dốc, liên tục sốc luôn. Mà nghĩ chuyến này khó hơn cái Kuzitko, cái đợt video trước mình đi. Núi nó không có lên đồi xuống dốc nhiều vậy. Thời gian mình đi hết 9 tiếng luôn quý vị ha. 9 tiếng đồng hồ cho một chuyến hành trình. Mời đại, xe bus đi tới tận cửa công ty. Hỏi cái đám kia coi. Anh hỏi. 7 giờ thì cuối cùng xe bus cũng đã tới. Chờ đến 7 giờ thì xe bus mới tới quý vị ha. Đúng là chiếc bus đó luôn, thật là may mắn. Mình sẽ được đi chung với lại mấy bé Hàn Quốc. Bây giờ thì mình đang trên đường quay về quý vị ha. Mình trên đường quay. Đó quý vị thấy ngọn núi ở dưới kia kìa, đó vẫn còn khói quá trời luôn.
bây giờ mây mù đã che phủ hết ngọn núi. Bây giờ là hơn 7 giờ rồi quý vị ha, mình mới về được. Mình đã đón chiếc xe cuối cùng, đón chung với cái đám bọn Hàn Quốc này. Cũng may mắn là bọn nó đi mình được về chung, mình đã gọi điện trước á, là mình có danh sách, nếu không mình biết được mình chừng nào mình mới được lên xe. Trời, đứng ở khách sạn là mình thấy cái núi đó luôn đó quý vị. Trời, đâu cần phải đi đâu xa đâu, nãy giờ lên trên xe bus nhổm đi ngắm. Làm ở trên xe bus cả nhổm đi quay chỉa cái cây qua đi quay ra, nó nằm ngay sát khách sạn thôi luôn, trừ khách sạn có thể nhìn thấy hết luôn. Bây giờ thì mình tới khách sạn rồi quý vị ha. Giờ thì phải tranh thủ giặt hết luôn, tranh thủ giặt vũ. Đó. Wow, chỗ này tốt vui. Và bây giờ thì bọn mình bắt đầu đi ăn tối. Quán ăn này nằm sát bên cạnh khách sạn luôn. Đi bộ chỉ chưa tới một phút là đã sang tới quán ăn này rồi. Quán đến lúc này thì cũng khá là đông ha quý vị. Chắc có lẽ là bọn họ cũng ở chung khách sạn với bọn mình đó. Từ trong cửa kính khách sạn, ngắm ngọn núi lửa ở phía xa cũng rất là tuyệt vời. Vì trong quán toàn là phục vụ món Tây, bọn mình kêu món dễ ăn nhất chính là đùi gà nướng. Và bọn mình về khách sạn thưởng thức cherry mà bọn mình đã mua. Bây giờ thì mình đang ở trong cái phòng khách ha, phòng bếp luôn, nó bếp bên kia. Và là chỗ này có cái khu vực phòng khách dành cho mọi người nghỉ ngơi ăn uống. Và hiện tại thì bọn mình ăn cái món cherry nè. Món cherry của New Zealand quý vị ha, mì cũng khá là ngon quá. Và cuộc hành trình của bọn mình ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Mong quý vị các bạn tiếp tục ủng hộ, hãy like và share và subscribe kênh của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kỳ sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.